con ra này. Đi vài lần nữa là hết mụn. Là bây giờ hết mụn mủ rồi đúng không? Rồi. Một nửa hạt nữa dạ không cố gắng rất nhỏ nhưng mà bên dưới không hề nhỏ một tí nào. Đấy, bạn này bạn chả bôi gì mà bạn ấy cũng đen xì như bạn kia. Bạn
thì cứ bảo bôi. Ủa, Ninh ơi Ninh, con cấp cứu hộ cô cái quạt cái. Cả cô lẫn bệnh nhân coi nhà hai bác cháu sắp tắm đến nơi rồi. À Linh ơi Linh, chị Thảo Hải vẫn lấy hàng nhà mình đúng không? Ừ, nhưng mà đợt trước vẫn lấy đúng không? Ừ. Chị mới sinh em bé ấy. Con xem con chuyển quà tặng công ty cho chị nhé. Con chuyển 500 một triệu gì đấy. Con đừng cho tay lên cậy. Mấy vết con cậy đây này. Con cậy là nó tét hết ra là nó thành sẹo đấy là bác. Bác không cứu được đâu. Sẹo.
gắng lên. Lần này nặn à, dễ nặn hơn hôm trước. Hôm trước rắn đanh vào. Cố gắng lên con, đau một xíu thôi. Cố gắng con, không di chuyển nữa con mà. Có cái hạt còn cứng quá mà không ra đây này. Thank you.
những cái mặt này để cho bọn các bạn học việc thì rất khó. Dàn hậu cung chỗ này hy vọng nó lên được hết, gắn như thế này cơ mà. Bên dưới luôn bụi nó to quá. Chọc lũ bé không thể làm mở được. Hai con này vẫn còn đây nè. Vẫn còn đầu đây nè. Hậu cung như ý chuyện này đây nè. Không ra được. Mình phải chấp nhận thôi. Chờ dịp sau thôi. Cái mụn của bạn này nhất định không mở là không lên. Đấy, mở thì mới lên. Rất đau. Mở rất sâu, rất rộng thì mới lên. Đấy. Được rồi, để ý nặng tắt đi.